Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa đông 2018 với buổi tường thuật trực tiếp vào tối thứ sáu ngày hôm nay. Và như vậy chúng ta đã trải qua được vòng 6 rồi đúng không? Chính xác. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái chặng đường mà các đội tuyển đã phải đi. Đó là một Sài Gòn Phantom đã có chiến thắng 2-1 trước Tamago AA, 2-0 dành cho Honor Aronis khi đối đầu với Bob Gaming. Tiếp theo là hai trận đấu của ngày hôm qua với 2-1 dành cho Overclocker trước Esports Kingdom và một trận đấu rất dễ dàng dành cho Team Flash trước Team Thái Nguyên. Và đó là những kết quả của vòng thi đấu thứ 6 diễn ra trong 2 ngày vừa rồi. Và chúng ta sau vòng thi đấu thứ 6 thì chúng ta đã có được bảng xếp hạng. Vẫn là vị trí bất bại của Team Flash tại vị trí số 1 với 12 điểm. Và bám đuổi ngay sau đó thôi thì đó là Overclocker 11 điểm. Tiếp đến là Honor Aronis. Sài Gòn Phantom đã quay trở lại với top 4 của chúng ta khi họ đã có chiến thắng. Mặc dù hơi khó khăn nhưng vẫn là đủ để họ quay lại với top 4 với 9 điểm. Và tiếp theo đó là Bob Gaming, Esports Kingdom, Tamago AA và Team Thái Nguyên. Esports Kingdom cũng đang có một cái điểm số rất sát sao so với cả Bob Gaming. Và nếu như Bob Gaming họ không có nhiều cố gắng nỗ lực hơn, chắc chắn vị trí số 5 của họ cũng sẽ bị lung lay, chứ không còn nói tới vị trí thứ 4 mà họ đang mong muốn tới nữa. Trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay có lẽ là trận đấu cân sức nhất của cả hai đội tuyển từ trước cho tới giờ. Đó là Tamago AA sẽ đối đầu với Team Thái Nguyên. Trận đấu tiếp theo dành cho Overclocker cùng với Sài Gòn Phantom. Cả hai đội tuyển đều đang muốn giữ vững cái ngôi vị thứ 2 và ngôi vị thứ 4 của mình. Chính xác. Tiếp theo là Honor Aronis với Esports Kingdom. Và trận đấu tâm điểm của chúng ta vào tối ngày Chủ nhật sẽ là Team Flash đối đầu với Bob Gaming. Một trận đấu siêu kinh điển mà chúng ta không thể bỏ lỡ, đó là trận đấu giữa Team Flash và Bob Gaming vào ngày Chủ nhật. Trận thi đấu thứ 2 trong ngày Chủ nhật. Trước mắt thì quay trở lại với ngày thi đấu hôm nay, chúng ta đã được đến với trận thi đấu đầu tiên. Đó là trận thi đấu được đánh giá là trận thi đấu đáng được mong chờ nhất ở những trận đấu với những đội tuyển ở top dưới, đặc biệt là giữa Tamago AA và Team Thái Nguyên. Tamago AA hiện tại thì họ đã có 2 điểm ở trên bảng xếp hạng rồi với những 2 ván thắng mà họ đã lấy được. Còn thì Team Thái Nguyên họ vẫn đang cố gắng tìm cái điểm đầu tiên của mình suốt 6 vòng đấu mà họ vẫn chưa có thể tìm ra. Rồi, xin đồng ý. Và trước tiên thì chúng ta hãy tới với video giới thiệu cả hai đội tuyển. Đội tuyển này đang gặp rất nhiều những trục trặc trong cái vấn đề triển khai cũng như là cái cách của họ trong giải đấu năm nay. Với Team Thái Nguyên thì họ chưa có được một cái bàn thắng nào và họ đang là người phát quà miễn phí cho các đội tuyển còn lại. Và bên cạnh đó thì Tamago AA họ mới chỉ thắng 2 trận và 2 trận này không phải là 2 trận thắng 2-0 hoặc là 2-1 mà đây là một 2 trận nhỏ trong các trận đấu khác nhau. Và nó khiến cho cả hai đội đều đang nằm ở vị trí là bét bảng đúng không? Với khu vực thứ 7 và thứ 8. Đó là hai cái ván thắng mà Tamago AA họ cũng đã có những sức bật cỗ nhất định của mình rồi để ngáng chân những đội tuyển còn lại. Đặc biệt là như ở tuần trước thì Tamago AA họ đã có cái điểm số đó đến từ đội tuyển đương kim vô địch, đó là Sài Gòn Phantom. Và ván đấu thứ hai đó là trận đấu mà IM anh ta mang Rust đi để đối đầu với Black One. Trận đấu đó thì IM thực sự đã tỏa sáng với những gì anh ta thể hiện con bài đó. Không ai chê được anh ta nữa. Chính xác. Một người mặc dù được gọi là lót thôi, anh ta cũng rất là thành thần trong cái pha xử lý của mình. Nhưng ngày hôm đó là một bộ mặt hoàn toàn khác đến từ bên phía của Tamago AA. Chỉ hơi đáng tiếc trong trận đấu thứ 3 đối với cái trận mà thi đấu với Sài Gòn Phantom đó là Tamago AA đã mắc được một phải sai lầm khủng khiếp trong cái pha giao tranh cuối trận và khiến cho họ phải mất đi một trận đấu mà đáng nhẽ ra họ đã là người có thể thắng. Và ngày hôm nay thì tôi đang thấy hình như là ai sẽ là người nghỉ ở bên phía bên ngoài Tamago AA đây. Đây là Wygod, đây là Zeus, có IM. IM. Rồi đây chính là đội hình của Tamago AA. Ok, như vậy là Score, IM, Wygod, Triumph cùng với cả Sun sẽ là người tham gia vào đội hình này. Phải nói rằng là anh chàng IM đã có một cái câu phát ngôn rất hay trên mạng xã hội mà ngoài ra đọc trên Cao Thủ Liên Quân, đó là bây giờ họ mới chính thức bắt đầu đúng không? Đúng. Bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi. Mọi thứ vẫn chưa được ngã ngũ. Còn đáp trả lại cái câu phát biểu đó thì tôi cũng đã đọc được một cái chia sẻ của anh chàng Ankinay cũng khá là thú vị. Có thể là chỉ một câu đùa vui thôi, thua trận này thì bỏ game. Chỉ là một câu đùa vui của Ankinay thôi, nhưng chúng ta đã thấy hai đội cũng có cái sự đặt cao cái vấn đề của trận chung kết ngược này nó đến như nào. Và đây chính là
Arcanine của chúng ta với mái tóc màu vàng mới được nhuộm từ tuần trước. Đảo mắt sơ sơ thì Thuần NT sẽ là người ở phía bên ngoài của đội tuyển TTS. Saru, Neo, Arcanine, Dẹp và Bão sẽ là người tham gia đội này. Có vẻ như hai cái người chơi đinh đóng cột, đó là Bão cùng với cả Neo, vẫn luôn luôn là hai người chính trong đội tuyển mà sẽ các thành viên khác sẽ gọi là đảo vị trí cho nhau để có thể tham gia vào các trận đấu. Thêm một điểm nữa là bên cạnh cái cặp đối đầu này thì trên cao thủ Liên Quân cũng có rất nhiều những cái thông điệp thú vị mà người hâm mộ của cả hai đội tuyển đưa ra, đặc biệt là anh chàng Turtle của đội tuyển Overclocker có đưa ra đây là cuộc chiến của những vị thần, thì cũng có phần là cũng khá là thú vị đến từ anh chàng này khi mà mọi người đang rất mong chờ cặp đối đầu mà Bão ra khu vực đường giữa để đối đầu với IM. Nhưng liệu cái suy đoán đó, liệu cái mong đợi đó của khán giả có được đáp ứng hay không? Và chúng ta đến ngay với giai đoạn cấm chọn của trận thi đấu này. Đây là cấm và chọn được bắt đầu. Và lần này thì Tamagoye sẽ là đội ở bên phía màu xanh, trong đó TTN đội bên phía màu đỏ. Tỷ lệ cấm chọn sẽ tỷ lệ chọn chiến thắng, tôi xin lỗi, là 64% cho Tamagoye và TTN. Có vẻ như sau một khoảng thời gian mà TTN đã trượt dài khá xa thì cái lượng fan hùng hậu của họ cũng không còn nhiều được như trước nữa. Chính xác. Và chưa kể là bên cạnh đó thì Tamagoye đang sở hữu một người chơi có lượng fan vô cùng là đông đảo ở người xem đấu trường danh vọng Việt Nam, đó là anh chàng IM nữa. Thì đặc biệt là từ giai đoạn từ vòng 1 cho đến vòng 6, đây là hai đội tuyển luôn đứng ở cái tỷ lệ thấp hơn. Và đây là lần đầu tiên mà Tamagoye họ đứng có tỷ lệ cao hơn đối phương. Chắc chắn rồi, vì dù sao nếu như chúng ta đang thấy thì những con số đang nói rằng là Tamagoye đứng trên so với cả bên phía TTN. Nhìn vào lượt cấm và chọn thì lần này Tamagoye đã cấm đi tướng tủ của Bão rồi, cấm đi Irie, cấm đi Malok. Trong khi đó bên phía bên kia sẽ cấm đi Arum, cấm đi Violet, thì rất có thể một lần nữa TTN sẽ cầm Murat trong cái trận đấu này để đối đầu với cả bên phía của Tamagoye. Những ngày thi đấu gần đây thì Arcanine đã sử dụng Murat rất là nhiều ở rất nhiều trận đấu, nhưng cái sự hiệu quả thì nó vẫn chưa mang đến được dành cho TTN, mặc dù đấy là cái sai lầm mà đến từ cả đội. Nhưng đến những vị tướng mà anh ta thuận tay nhất như Murat rồi thì cái thế trận nó vẫn cứ là bết bát. Và lượt cấm cuối cùng bên phía Tamagoye chọn vào đó là Chona. Chona. Sau khi ở bên phía bên kia sẽ cấm đi đó là Omen. Rồi sự chọn đầu tiên sẽ có đó sẽ là Van Hên. Một sự lựa chọn rất là dễ hiểu cho bên phía Tamagoye. Rất nhanh chóng. The Flash đang muốn được lấy đi đến từ bên phía của TTN. Có một cái thông điệp mà IM đã nói, đó là cái trận thi đấu ván đấu thứ hai, đáng nhẽ anh ta muốn sử dụng đó là The Flash để đối đầu với Black One. Nhưng nguyên văn thì anh nó nói là bị nó cấm mất rồi, cho nên là anh ta bắt buộc phải sử dụng cái bị nó cấm mất rồi, anh ấy nói vậy, cho nên là phải sử dụng Rat để mang ra và đối đầu. Không ngờ cái anh ta bảo là chiến thắng cái trận đấy, anh ta không biết là ai nhập vào người anh ta ấy, chứ không phải anh ta đánh cái trận đấy đâu. The Flash và Lilith cho sự lựa chọn thứ hai. Nói chung là bây giờ cầm lại Rat cũng được, cầm lại Rat đường giữa cho IM đánh cũng được, vì dù sao anh ta đang có một cái con số KDA những dạng đẹp nhất của anh ta cho tới thời điểm hiện tại với IM. Đó là một lần mà anh ta sử dụng Rush và không phải nằm xuống mạng nào. Nếu như bây giờ chúng ta nhìn một đội hình đến từ bên phía của Tamagoye, họ có một dàn chống chịu cực kỳ kinh khủng với Senel, với Crest để có thể bảo kê dành cho Van Hên nữa. Mặc dù cấm đi trong nhà bên phía bên kia có thể chọn The Flash, có thể chọn Mina hoàn toàn thoải mái. Nhưng với Senel và với Crest này thì cũng rất khó để có thể bắt được vào score với con bài Van Hên mà anh ta đang có. Chưa kể là những con bài đi rừng thì hiện tại vẫn còn khá nhiều nữa để cho bên phía Tamagoye họ có thể chọn. Thì vẫn phải kể đến đó là nếu mà xạ thủ đi rừng đi thì hiện tại Slim vẫn còn đó. Slim vẫn có thể là một lựa chọn mà bên phía Tamagoye có thể nhắm đến. Với những bộ chiêu thức có thể giao tranh tốt như Crest, như Senel thì một cú lao cơ khí từ tầm xa chính xác thôi có thể tạo cái đột biến trong giao tranh là cực kỳ nhiều. Tôi đã từ rất lâu rồi tôi không thấy Mark được quay trở lại trong các giải đấu. Đúng. Mark không được quay trở lại, tôi không nhầm là có bị giảm sức mạnh hay không, nhưng mà Mark đã gọi là bị bỏ hoang từ khá lâu rồi. Rất ít người cầm con bài này khi mà các vị tướng khác, đặc biệt là Crest, đặc biệt là Chona đã được quay trở lại trong những giải đấu lần này rất nhiều. Và như mà chúng ta nhìn thấy Chona được cấm đi thì Mina sự lựa chọn trợ thủ mà bên phía TTN đang muốn hướng tới. Và lần này IM một lần nữa, tôi nghĩ rằng một lần nữa anh ta sẽ cầm lại con bài Rush để thể hiện rằng là đây không phải là ai nhập vào tôi cả, mà đó là chính thực lực của bản anh, thực lực của bản thân của Lock IM khi anh ta chơi con bài Rush Muay Thái này. Và rất
bất ngờ nữa là lựa chọn cuối cùng của bên phía team Thái Nguyên, họ nhắm vào đó là Zuka. Zuka thì trong tay của Lucy tuần trước quá hủy diệt, quá ác mộng đi, vì trong tay Lucy thì đã có những pha cân 4 mà đứng vào top của top player tuần vừa rồi. Thì lần này trong tay team Thái Nguyên thì liệu nó có nguy hiểm đến mức như vậy hay không? Nhưng mà nhìn sơ qua thôi, với một Senior, với một Crest như kia thì anh ta chọn nhắm vào những vị tướng là chỉ có thể nhắm vào Slim hoặc là Van Hên mà thôi. Nhưng chắc chắn với cái khả năng choáng thẳng mục tiêu như Van Hên thì nhắm vào của anh ta cũng rất là khó. Và Slim thì lại có cái khả năng cơ động của mình với cái cú nhảy lò xo, còn chưa kể đồng đội còn bảo kê nữa. Thì liệu Zuka bên team Thái Nguyên ở ván đấu này có được chơi không? Đặc biệt là Zuka trong tay của Bão. Họ có con bài riêng đơn nhà họ có Mark này. Mark thì chắc sẽ đi cùng với Seniel. Thì Zuka sẽ đi với cái kèo của Van Hên. Kèo này thì cũng hơn 5 ăn 5 thua, nhưng tôi chắc chắn là cái kèo này Van Hên sẽ có rất lời trong giai đoạn đầu tiên. Mặc dù Zuka có khả năng áp sát và tấn công tốt, nhưng nếu như score chơi theo một cái thiên hướng gọi là an toàn, chơi theo một thiên hướng gọi là thủ đường, thì cái kèo mà Zuka lao lên để tấn công trong giai đoạn đầu cũng rất là khó. Và chắc chắn anh ta sẽ cũng không có một tuổi thơ tốt đẹp cho lắm ở giai đoạn đi đường đâu, vì chất tướng Zuka không phải là một chất tướng có khả năng thủ trâu giai đoạn đầu trận, cũng như là có khả năng đẩy đỉnh nhanh. May ra ở giai đoạn giữa trận, anh ta với cái bộ combo lao lên tấn công của mình thì phải hạ gục được mục tiêu. Và hình như anh ta cầm bộc phá không nhỉ? Có cầm bộc phá. Tôi đã thấy bộc phá trong tay của Bão. Liệu cái lúc mà chuyển màn hình thì anh ta có nhanh tay đổi lại không thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà cái lần cuối cùng tôi nhìn thấy thì đã có bộc phá trong tay rồi. Thì bắt buộc một lần combo lao vào của Zuka bắt buộc phải có được một điểm hạ gục. Còn thì nó là lý do khiến cho anh ta phải cầm bộc phá trong tình huống đó thôi. Anh ta lao vào mà không hạ gục được ai, thoát rất khó để có thể Zuka thoát ra. Nhưng đội hình này để mà bộc phá và hạ gục được mục tiêu thì rất khó. Và nhưng có vẻ như những vị tướng mà họ đang muốn hướng tới đều nhắm vào xạ thủ bên phía đối phương là chủ yếu. Đúng. Họ muốn nhắm vào White God, họ muốn nhắm vào Score, vì chúng ta thấy The Flash, chúng ta thấy Max với bộc phá và thêm cả Bã với bộc phá nữa. Họ sẽ có thể nhắm vào cướp được rừng thành công đến từ bên phía của Ankinay, nhưng bên phía đối phương cũng có lại như vậy. Và có vẻ như là cả hai bãi rừng sẽ được đổi sạch dành cho nhau. Đúng, và nói về cái khả năng bắt xạ thủ đối phương đến từ bên phía của TTN đi, thì tôi cũng đang mường tượng ra cái cách mà họ triển khai chiến thuật, đó là Radar đã đạo vào một mục tiêu, còn Gấu thì gây áp lực vào một mục tiêu. Sau đó thì những thành viên còn lại triển khai tiếp tục là như nào đây? Thì tôi cũng đang rất muốn chờ cái cách mà họ triển khai cái ý đồ của mình. Tốt, cướp rừng tốt. Mặc dù cướp rừng chậm hơn một tí đến từ bên phía của team Thái Nguyên, nhưng đổi ngược lại thì Tamagoye cũng làm được như vậy, không cướp được cái con chim này. Và như vậy là Sun sẽ là người phải lỗ máu hơn với cái loạn đà bồng đó đến từ Bão. Anh ta trả sát thương rất lớn. Có vẻ như cái kèo được đổi ngược lại khi lần này Zuka đấu với Senniel đúng không? Còn khu vực đường dưới sẽ là Van Hên đối đầu với cả Max. Hất tung được vào Saru, một cú giáo thành công. Và Saru có lẽ sẽ phải là chiến công đầu dành cho bên phía của Tamagoye. Hiệu ứng làm choáng là rất nhiều đến từ Eber và đến từ cả White God nữa. Eber vẫn đang làm rất tốt trong trận đấu này với những pha hất tung của anh ta. Tiếp tục làm choáng và Zep sẽ phải nằm xuống. Họ đang có ý định muốn băng trụ, nhưng Ankinay đứng ở hơi sâu. Họ có hai điểm hạ gục rất nhanh chóng và dễ dàng. Và chắc chắn là với cái lợi thế hơn người như này thì họ sẽ có một cái lợi thế hơn nữa ở giai đoạn con rồng này, để tiếp tục gia tăng cái lợi thế mà mình đang có. Triumph đang là người đứng cao nhất để đẩy Ankinay ra phía sau gây áp lực. Eber cũng đang cố gắng căn và một pha cú đấm chớp nhoáng, và đúng là nó có chớp nhoáng được. Nó cướp được con rồng trong một pha tình huống bên phía bên kia quá lơ là đến cú trừng trị của White God, làm choáng được đến từ White God. Nhưng có vẻ như Dẹp đã tới thì không có ai làm gì được cả. Bão đang tới, anh ta vẫn chưa dùng trầm trọng lực dành cho mình, nhưng Senniel xuống đây để hồi máu, làm choáng được Saru. Saru dùng chiêu cuối để né được sát thương, anh ta chỉ nhắm được vào Triumph mà thôi. Dẹp vào hơi sâu và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Có lẽ từ bên phía của team Thái Nguyên rằng họ hơi tham trong pha giao tranh này, và cuối cùng họ ăn được con rồng nhưng để mất đi hai mạng. Thì thực sự tính trên phương diện về tiền, tôi nghĩ rằng Tamagoye chắc chắn vẫn sẽ là người có lời hơn. Quay trở lại với tình huống đó thì đây tiếp tục là một tình huống rình rập đến từ Bão. Score còn đang rất thấp máu. Lao lên và bị làm choáng ngay lập tức, vẫn còn hai chiêu thức. Bởi vì Score có chiêu làm choáng nên anh ta không sợ Bão như đã nói từ giai đoạn trước thềm trận đấu đúng không? Đúng. Với cái kèo Van Hên và Bão, bất cứ lúc nào Bão muốn dùng loạn đào bổng hay là phi tân kích lao lên tấn công thì đó chỉ cần một bài vàng đến từ Van Hên mà thôi là anh ta có thể cản được cái pha combo đó rồi. 4-0, Tamagoye đang có một cái thế gọi là tốt trong cái thế ăn thế đẩy, mặc dù họ có một cú trừng trị nó hơi kém sang một tí một từ White God thôi, còn lại thì họ vẫn làm ổn. Đúng, và 4 điểm hạ gục này thì cũng là đủ để cho họ tiếp tục dẫn dắt đối phương vào mặt thế trận.
Thì quay trở lại với cái pha ra tranh ở tình huống đó thì tôi vẫn phải đề cao, rất đề cao cái cách giữ vị trí của Score. Và đây là tình huống thứ 2. Làm choáng và đẩy được ngược về Imo, thực sự anh ta chơi con bài Rush này rất hay. Tôi phải nói rằng đây là con bài mà anh ta chơi hay nhất trong tất cả các con bài mà anh ta đã từng mang ra trong đấu trường danh vọng mà tôi được xem. Đúng. Nói gì về Imo đi, chúng ta có thấy cái màn thể hiện của anh ta nó không thề như chúng ta hay đồn đoán. Nó ván đấu này anh ta còn đang quá thăng hoa cơ. 2-0-3. Trừ Rat ra thì chúng ta đồn đoán đúng. Nhưng mà còn Rat thì chúng ta sẽ đồn đoán hơi sai một tí. Có radar đạo được bật nhắm vào người của White Ghost. Bão đang muốn nhắm lao lên. Chắc là chỉ xuống cho nó kịp thời thôi, chứ bây giờ lao vào thì chưa chắc anh ta ăn được. Bởi vì nếu như chúng ta có nhìn thấy đó là hai cấp cứu trên đầu của Tabago AA, đó là chiêu cuối của săn nữa, đồng nghĩa với việc là họ có một tá máu có thể hạ xuống một lúc và khiến bạn hồi phục lại nguyên đầy đủ cây. Nhưng bão IM đang đẩy cho Ankine lui về để cho White God xử lý được con rồng Kratos này thành công. Và họ có rồng ở khu vực đường giữa. Bão đang băng trụ, có vẻ như quyết định của anh ta không đúng đắn cho lắm và anh ta sẽ phải lui về. Thực ra đó là tình huống mà Bão biết đối phương tấn công vào con rồng rồi, nên anh ta chủ động đẩy rất cao lính vào khu đường giữa và cố gắng mọi cái tiềm lực của mình để có thể lấy được cái trụ đó. Nhưng săn anh ta di chuyển đến cũng khá là kịp thời, khiến cho cái trụ vẫn còn với một cái lượng máu tạm chấp nhận được. IM ở đường giữa đánh tuyệt vời và Saru anh ta bị kéo tới 50% máu. Khu vực đường dưới bật thủy thần có vẻ hơi sớm. Lao cơ khí, nhưng lao cơ khí đây là một lao cơ khí rất dễ, bởi vì đối phương đâu có né. Tôi nghĩ rằng đối phương là không né, đối phương chắc đang bấm đồ gọi là đi window shopping kiểu gì đó. Và anh ta không làm được gì cả. Tiếp tục là một cú ném giáo và Bão sẽ không có đủ lượng máu để ở lại thủ cái trụ này. Khu vực đường dưới hoàn toàn có thể thêm cái trụ khi họ vẫn còn một con lính ở đây. Đúng. Làm choáng được tốt vào Saru. Và Saru phải bất tốc biến đi. Lượng sát thương tới từ Triumph là không đủ. May cho anh ta là tình huống đó White Ghost đứng không đủ tầm, chỉ một mình Triumph lướt vào thôi thì nó là không đủ sát thương. Nhưng tôi vẫn đang phải đánh giá rất cao về cái khả năng phi lao cơ khí của White Ghost ở trong từ đầu trận đấu đến giờ. Những cú lao cơ khí của White Ghost trong trận đấu trước đây anh ta chơi cũng rất tốt. Đúng. Và tiếp tục là điểm hạ gục dành cho IM. Phải nói rằng trận đấu này team Thái Nguyên chơi hơi lỏng lẻo, thực sự là hơi lỏng lẻo. Với những gì đội hình của họ đang có, đây không phải là một thời điểm để khiến cho bạn đánh nhau. Bởi vì lead của Ankine hoàn toàn không thể nào xanh bằng White Ghost tính tới thời điểm hiện tại. Đây cũng không phải là thời điểm mà bạn có thể bắt được vào Score hay White Ghost trong một thời gian chấp nhoáng, bởi vì bên phía đối phương đang dẫn hơn bạn tới 7 điểm hạ gục tổng cộng tất cả. Đúng, và cảm giác như cái cách mà bên phía của Tamago AA họ đang kết nối với nhau nó có cái sự liền mạch hơn so với cái cách mà TTN họ triển khai. Và đây là băng trụ á? Đây là băng trụ với Sun hay sao? Băng trụ, sát thương chuẩn. Băng trụ được vì cái trụ này nó sẽ rất là dễ vỡ. Nhưng Neo không có đủ sát thương khi anh ta chỉ có một mình cái áo choàng thần Ras mà thôi. Khu vực đường trên vẫn đang muốn đẩy khi họ biết rằng Sun không có cơ sở. Nhưng đường dưới này chắc chắn bên phía của Tamago AA sẽ là người đẩy nhanh hơn khi họ đang có đà và họ có thêm cả thủy thần của Triumph vào đây nữa. Score đã có cho mình đó là cái gươm sấm sét. Anh ta sắp có món đồ thứ hai. Bão lao vào, trầm trọng được, và đó là một vấn đề cực kỳ trầm trọng mà Bão đã phải gặp phải. Anh ta đã phải nằm xuống. Chiêu cuối đến từ The Flash không có tác dụng, và ngay khi chiêu cuối xong, và đó là làm choáng, đó là làm chậm đến từ bên phía của Tamago AA. Họ sẽ có một đường lính siêu cấp chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Vẫn tiếp tục là những cú lao cơ khí mang thương hiệu của White Ghost. Đập thẳng cái lao cơ khí vào đúng cái thời gian mà The Flash đáp chân xuống đất. Đó là cái lúc mà White Ghost anh ta có cái khả năng tham minh cái chiêu thức của The Flash là cực kỳ tốt. Rất nhanh chóng thôi, 1-2 đợt đẩy của bên phía AA họ đã có được một đường lính siêu cấp ở khu vực đường dưới rồi. Tiếp theo sẽ là theo khu vực đường giữa. Áp lực mà họ tạo ra là quá lớn, nhưng có vẻ như Triumph vẫn chưa đủ nộ. Anh ta chưa đủ nộ để có thể set up một cái kèo giao tranh tốt ở khu vực đường giữa, nên họ chỉ đẩy như vậy thôi. Con rồng thứ ba của trận đấu này sẽ thuộc về bên phía của Tamago AA mà không phải còn ngần ngại gì nữa cả. Khu vực đường trên Senel sẽ hoàn toàn thoải mái khi mà anh ta đang đẩy đứng ở trên đó từ nãy tới giờ, bởi vì 4 thành viên còn lại họ đấu 5 người cũng được khi mà họ đang vượt trội hơn so với team Thái Nguyên. Và kể cả có đấu 4 thì Senel hoàn toàn có thể bay xuống với những người đồng đội của mình. Thì bây giờ là cái lúc mà IM đang có cái sức đấm rất tốt với những cú đấm chân không của mình. Đại loại như Bão đi, anh ta chỉ cần ăn một cú đấm của IM thôi là cũng mất khá máu rồi. Đây là Score solo với Bão. Thực ra chính xác hơn là Score bị bắt ở đây. Sun đang xuống, Sun làm không thể hất tung được Bão. Nhưng sát thương tới từ cái nội tại của anh ta thì cũng không thua kém gì đâu. Lượng đồ mà Sun đang có cũng cực kỳ to rồi, cực kỳ nhiều giáp rồi. Đó là áo choàng băng, đó là cái khiên thất truyền mà anh ta đang lên. Và đây là có thủy thần, chắc chắn thủy thần sẽ bật để ép trụ được tình huống này.
Trước đó thì câu được cái chiêu cuối đến từ Saru, câu được chiêu cuối đến từ Zep, và bây giờ Thủy Thần mới được đặt ra. Zep, Zep rồi nằm Zep luôn. Zep một đá nằm luôn, làm choáng được tiếp Ankinay. Ankinay bị làm chậm và Wygott không nên tham tấn công trong pha này. Thực ra trận đấu này đang đánh quá dễ dàng dành cho Tamagoye. Có lẽ nó cũng chỉ tính bằng thời gian mà thôi. Khi mà lượng chênh lệch mặc dù nó không phải cao, chỉ là 4.000 tiền, nhưng về thế đẩy như chúng ta đang nhìn đúng không, hoàn toàn các mặt trận đều được bên phía của Tamagoye kiểm soát rất kỹ. Ankinay đang chạy nhưng anh ta chạy vào đường cụt mất rồi. Rất khó để gọi chạy vào tiếng này, có cái bụi và không, cái lao cơ khí không hụt. Chạy được bởi vì quan trọng là sát thương đến từ bên phía của Tamagoye nó quá lớn. Đúng. Và anh ta có hai cái bụi đi nữa thì cũng không thể nào chạy được. Một mình Neo ở khu vực đường trên sẽ là không đủ, chắc chắn sẽ là không đủ. Đây từ bên phía 5. Đối phương, thậm chí cả ba người vào họ có thể băng trụ một cách thoải mái, bật chiêu cuối lên. Nhưng chiêu cuối khi cả năm người đứng cạnh nhau thì bạn cũng không có tác dụng cho lắm. Hai điểm hạ gục và hạng gục truyền thuyết dành cho IM. IM trận đấu này sẽ là người có MVP hay chăng đây? Sun tiếp tục là người có điểm hạ gục, và thôi, Bão sẽ trở về với cùng các anh chị đồng hương của anh ta mà thôi. Trận đấu này Tamagoye kiểm soát hoàn toàn, và có vẻ như là TTN trong giải đấu năm nay thực sự có quá nhiều thất vọng đúng không? Cách đây chỉ đúng hơn một tháng thôi, một tháng hai tuần khi mà cái vòng thăng hạng của chúng ta được diễn ra. Đây chính là điều tôi đang muốn nói tới. Ở vòng thăng hạng thì TTN đã có chiến thắng rất thuyết phục. Nhưng hãy nhớ vòng thăng hạng đó là sự có mặt của Kinas. Đúng. Đó là một đội hình chơi tốt hơn rất nhiều cho tới khi thời điểm hiện tại, khi TTN không có ai cả. Chính xác là không có ai để gồng cánh tim cả. Và nó dẫn tới việc là họ đang thua thông đều là 2-0. Đó là vấn đề thực sự mà TTN đang gặp phải. Và họ thua quá nhiều như thế khiến cho họ cảm giác cái tâm lý thi đấu của họ, họ luôn có cái sự buông xuôi ở trong những cái lúc ra sân của mình. Mặc dù đây là đội tuyển AA, họ đã từng đánh bại họ rồi, nhưng cái cách thi đấu, cái trong tâm lý của họ, họ không có một chút là cái sự mà muốn chiến thắng cái trận thi đấu này. Với cái cách đội hình đi, Max họ được lựa chọn, nhưng suốt từ đầu trận đấu giờ Max tôi cảm giác như đây là anh chàng tàng hình ở trên trận đấu. Và mỗi trận đấu thì họ lại có một đội hình khác nhau, mỗi trận đấu họ lại có một cái lượng tướng nhưng cũng như người chơi khác nhau, khiến đội hình của họ không thể xuyên suốt được xuyên ở giải đấu lần này. Cái vấn đề là kỹ năng từ bên phía team Thái Nguyên không đủ cao. Có lẽ là khoảng cách về chênh lệch về trình độ cũng như là chiến thuật của đội TTN không bằng được so với các đội khác, hay nói cách khác là nó quá xa mà họ chưa với tới được. Một trận đấu mà họ để cho Tamagoye đánh rất nhẹ nhàng, mặc dù cái chênh lệch là không lớn, nhưng mọi thứ mà Tamagoye họ đánh rất nhẹ nhàng, họ không phải tốn công mồ hôi công sức gì cả, cứ thế mà đánh thôi, kiểu gì họ vẫn là người thắng. Một đường lính siêu cấp ở khu vực đường dưới, một đường lính siêu cấp ở khu vực đường trên. Và anh hãy nhìn xem, bốn người sát thương vào săn không. Nhưng ăn săn thua. Chỉ mất đi có 1/5 máu mà thôi. Săn này là săn của Việt Nam, nhưng làm tôi lại suy nghĩ đến săn của đương kim vô địch thế giới AWC. Cùng tên với nhau, hiện tại họ đang có những vai trò giống nhau, họ có những khả năng chống chịu, khả năng cánh tim cực kỳ tốt. Và chỉ còn cái trụ duy nhất ở khu vực đường giữa này thôi. Lính tiến vào, Triumph có chiều cuối và chắc chắn họ có ba đường lính siêu cấp. Neo dùng chiêu cuối lao vào nhưng nó là hơi sai lầm thì phải, khi cái sứ mệnh cứu thế nó giải quyết được hết. Chiêu cuối tốc biến đến từ The Flash của Saru, nhưng anh ta lao vào cũng chỉ biết lui ra mà thôi, không làm, không có cách nào làm được gì cả. EM là người có mạng tiếp tục trong pha này. Chắc chắn trong trận đấu này tôi rất mong Lock IM của chúng ta sẽ có được một cái MVP tuyệt vời một lần nữa với vị tướng The Flash. Và Sun. Và thôi, tôi nghĩ rằng kết cục của trận đấu đầu tiên này đã kết thúc. Một trận đấu mà TTN một lần nữa họ thể hiện lại cái bộ mặt quen thuộc mà họ đang có. Một trận đấu 18-1, 39.000 tiền, nó là gần 10.000 tiền ở trong những phút đầu tiên này. Và có lẽ là TTN họ đang là đội có kỷ lục kết thúc trận đấu nhanh nhất. Đúng. Nhưng họ lại là người thua chứ không phải là người thắng. Tính đến vòng thi đấu thứ 6 vừa rồi thì TTN vẫn đang là đội có cái trung bình thời gian trận đấu thấp nhất giải, tức là họ mỗi ván họ chỉ rơi vào tầm 11 phút 20 mấy giây mà thôi. Họ vẫn đang là đội kết thúc ván đấu sớm nhất. Và tiếp tục là một chiến thắng rất chóng vánh nữa, rất dễ dàng nữa dành cho Tamagoye AA trước một đội tuyển như TTN. Và chúng ta thấy những cái sự háo hức vui mừng ở trên, đặc biệt là IM, tôi đang muốn nhìn thấy IM. Anh ta trận đấu này từ truyền thuyết đến thần thánh, đến mọi cái danh hiệu cao nhất ở trong một ván đấu anh ta đã có. Chắc chắn trận đấu này tôi 90% tôi nghĩ rằng IM anh ta sẽ có MVP rồi. Anh ta chưa phải nằm xuống phát nào. Anh ta hình như cũng là người có nhiều điểm hạ gục nhất
Nếu như tôi đảo mắt qua và tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Nhưng phải nói rằng là trận đấu này không có cái gì nó quá gọi là khó khăn, nó quá là học thuật hay là chiến thuật như các trận đấu khác cả. Nó đánh như một trận đấu đánh rank vậy. Nó đánh rất là nhẹ nhàng, đi ganh, xong rồi thắng đường, xong rồi thắng giao tranh, xong rồi cứ thế đẩy đường dưới đường trên lên. Và đánh đến đâu thì thắng đến đấy thôi. Phải nói rằng là TTN năm nay đang không có đường lối cụ thể để khiến cho họ có được những trận đấu nó dễ dàng hơn. Và MVP của ván đấu vừa rồi đó là Wygod với những cú lao cơ khí rất chuẩn xác của mình, tạo tiền đề cho bên phía Tamago AA có được những cái lợi thế từ ngay giai đoạn đầu tiên. Cái chiến công đầu của bên phía Tamago AA đến từ khởi nguồn từ một cú lao cơ khí, và KDA của anh ta cũng rất tốt với 5-0-10. Wygod, lần trước anh ta đã thể hiện sleeve của mình với những pha ném rào rất ổn. Và lần này thì với một đối thủ yếu hơn anh ta vẫn xử lý tốt như vậy. Hai con bài mà bên phía Tamago AA đang tỏa sáng nhất cho tới thời điểm hiện tại đó là Slim và đó là Rush. Và trận đấu ngày hôm nay họ đã làm được. Và đây là những cái điệu cười, những cái nụ cười đến từ bên phía của Tamago AA. Thực ra thì có những cái tuần đặc biệt như cái vòng đấu vừa rồi đi, họ còn có chiến thắng. Và chúng ta trước mắt thì chúng ta quay trở lại với cái lịch sử trận đấu này. 7-6, đúng thật. Có nghĩa là Wygod tham gia và hỗ trợ nhiều điểm hạ gục hơn so với cả Eber, nên anh ta có MVP cũng rất là dễ hiểu mà thôi. Lượng vàng kiếm được của Wygod cũng là người kiếm được nhiều nhất trận đấu này. Trong khi đó thì Neo, một trận đấu mà anh ta chơi Max theo một cái chế độ tàng hình và một dẹp 08, thực sự là trận đấu này cũng hơi thất vọng dành cho bên phía TTN thật, khi họ để trận đấu nó trôi đi quá nhanh. Đây vẫn là những cái cảm xúc mà chúng ta đã có khi mà TTN thi đấu từ đầu mùa giải cho đến bây giờ rồi. Chỉ có điều là bây giờ đối thủ của họ thì lại là một Tamago AA, nhưng họ vẫn có cái bộ mặt kiểu như vậy và không có cái sự tiến triển suốt từ vòng 1 cho đến vòng 6 cho đến hiện tại bây giờ. Còn thì Tamago AA họ lại là đội có cái sự cố gắng rất là nhiều đi. IM là một người luôn bị đưa ra để có những cái lời mà khiêu khích hoặc trêu chọc anh ta, nhưng đáp trả lại đó luôn là một nụ cười, một sự hóm hỉnh cũng như là cái sự cố gắng không ngừng để đến bây giờ chúng ta đã thấy những sự cố gắng mà Tamago AA đã có, đúng không? Chung quy lại thì nếu như mà xét trên phương diện nào đó thì Tamago AA vẫn là đội nằm ở cửa trên so với kèo của TTN, và họ đã dẫn trước là 1-0. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nghỉ ngơi trong giây lát trước khi trận đấu thứ hai sẽ được quay trở lại.
Trận thi đấu thứ hai trong cặp đấu đầu tiên giữa Tamagoye cùng với cả TTN sẽ được quay trở lại ngay bây giờ. Và chúng ta đang thấy rằng là một TTN không còn quá nhiều động lực trong cái việc thi đấu của mình nữa. Mặc dù Tamagoye cũng rất là khó để có thể đuổi được theo các đội tuyển tiếp theo. Cửa trên đúng không? Cửa trên đúng không? Nhưng mà có vẻ như là Tamagoye họ vẫn có một cái gì đó gọi là nó một cái tính gọi là chuyên nghiệp, một cái tính cố gắng hơn so với cả TTN. Cái sự cố gắng và nỗ lực của Tamagoye cũng như đặc biệt là anh chàng IM đi. Đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang có được, đó chính là lý do sao mà họ vẫn đang có được những cái lượng fan mà càng qua mỗi vòng đấu thì họ càng có thêm những cái người mà họ yêu thích hơn đội hình Tamagoye cũng như là IM. Thì quay trở lại với ván đấu đầu tiên vừa rồi thì rất dễ dàng cho Tamagoye họ chiến thắng cái ván đấu đó, chỉ mất khoảng 10 phút mà thôi. Thì cùng quay lại với ván đấu thứ hai này, liệu TTN họ còn có thể vực dậy, có được cái ván đấu đầu tiên chiến thắng của dành cho mình không? Thì tôi nghĩ là cơ hội mà lấy được điểm số đầu tiên cho team Thái Nguyên thì đây, chỉ có thể là trong cặp đấu này. Và Neo đã là người ra. Lại và tiếp tục. Thunder T vào, Saru vào, Ankine và Dẹp và Bão. Thực ra thì nó thế nào nhở? TTN ai vào cũng thế thôi. Hay ai ra cũng chỉ thế thôi. Nó cũng không có tính bất ngờ. Bây giờ phải giả dụ, phải nói ví dụ kiểu anh Tuấn Peo vào trong đội hình của TTN chẳng hạn thì nó có độ bất ngờ, hoặc là một cái người nào đó nó khác lạ hoàn toàn so với 6-7 người còn lại. Chưa kể là anh Thanh Tùng có thể quay ngược trở về với những người đồng đội cũ của mình, đấy, đúng không? Ví dụ thế. Rất nhiều những thành viên trong team Thái Nguyên đã từng là đồng đội của anh Thanh Tùng khi mà anh còn thi đấu chuyên nghiệp. Thì còn thì đội hình hiện tại 6 thành viên này thì có những cái cuộc bình chọn những cái đội hình All Star ở trên trang Cao Thủ Liên Quân, tôi đã được biết có đến 2 cho đến 3 thành viên ở trong team Thái Nguyên đã có góp mặt trong đội hình All Star đó rồi. Đó chưa kể đến cả dự bị cho All Star nữa. Anh có nhớ là ai không? Bão là một. Thì thôi, tôi chỉ tạm thời nói thế. Tại vì đó là cái vị trí mà chắc cây nhất cho anh ta. Ok, những All Star thì còn lâu mới có đúng không? Chúng ta cứ phải qua được rất nhiều thứ đã. Chúng ta còn rất nhiều cái mùa giải, và cái quan trọng là cái vòng playoff, cái vòng chung kết, cái vòng bán kết của đấu trường danh vọng mùa đông nữa cơ. Còn các giải khác thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Trận đấu thứ hai đang tới, và khi mà Thuần NT vào thì tôi nghĩ rằng nó cũng không khác bọt là mấy. Trong khi đó Tamagoye họ chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa thôi là họ ít nhất cũng sẽ có cho mình là 4 điểm. Ít nhất là 4 điểm. Còn TTN thì sau khoảng tầm 6 vòng thi đấu, đây là vòng thứ 7, đúng, thì họ vẫn chưa có một điểm nào. Và rất nhanh chóng chúng ta đến ngay với cấm vào chọn của ván đấu thứ hai này. Đặc biệt là tôi đang nghĩ đến một cái giải thuyết, tức là khi họ chiến thắng ở ván đấu này, hiện tại Tamagoye họ sẽ có được 4 điểm. Họ đang bám rất sát với Esports Kingdom rồi, nên cũng có thể là một cơ hội để họ có thể vươn lên ở cái lượt về chẳng hạn. Thì đó là cái cơ hội mà cho Tamagoye có thể thăng tiến được cái bậc xếp hạng của mình. Còn quay ngược trở lại với trận đấu, lượt cấm đầu tiên dành cho bên phía của team Thái Nguyên vẫn đang khá là do dự. Skirt. Có một cái thông số rất thú vị về Superman mà tôi đang muốn nói đến, đó là ở giải đấu hiện tại với 6 tuần đấu thì Superman đã được lựa chọn 5 lần. Và cả 5 lần đó đều là 5 ván thắng của vị tướng này. Tức là hiện tại Superman đang có tỷ lệ thắng là 100%. Nhưng đó mới chỉ là 5 ván đúng không? Nó cũng khá là ít ỏi, cũng không phải là một con số nhiều lắm. Tôi thì tôi thích con bài Rush hơn. 17 lần tham gia nhưng có tới 85%. Khá là nó cao. Rơi vào khoảng tầm nó rơi vào khoảng tầm, nghĩa là bạn lôi con này ra nghĩa là một là cứ một ván nó chơi thì tỷ lệ thắng của bạn nó gần gấp đôi. Đó, nó khá là nhiều. Và tỷ lệ thắng này rất là cao đến từ bên phía của Rush. Cấm đi Irie, cấm đi Violet, cấm đi Arum, cấm đi Omen, không có quá nhiều sự khác bọt trong trận đấu này. Nhưng tôi đang thấy Irie được hở ra. Irie khóa ở bên lượt Van Hên. Ok, như vậy là cấm sạch, là cấm sạch cứng tủ rồi. Có lẽ sự lựa chọn đầu tiên có thể là Crash hoặc là Malok, hoặc là cũng có thể Shona hiện tại thì vẫn còn để cho hai bên có thể tranh chấp được, vì những vị tướng trợ thủ hiện tại thì Shona vẫn đang tướng có khả năng là vị tướng trợ thủ có tỷ lệ thắng cao nhất. Trước mắt thì team Thái Nguyên đã có một lựa chọn rất chất lượng, có đó là Malok. Với cái sức mạnh của Malok hiện tại thì vẫn đang khá là bá đạo ở khu vực solo được. Đồng ý, Malok sẽ là một sự lựa chọn tốt dành cho bên phía của TTN. Nhưng đổi ngược lại dành cho bên phía của Tamagoye thì họ có còn khá nhiều con bài đi đường đơn tốt. Và nhưng lần này thì họ ngay lập tức chốt hạ luôn.
chốt hạ luôn, đó là Slim và đó là Ras, không cần nói nhiều, không giải thích nhiều. Có Slim cho White God và có Ras dành cho IM. Rất nhanh chóng thì bên phía đi rừng của đối phương đã lộ ra rồi. Ankinay hoàn toàn có thể chơi những cái vị tướng yêu thích của mình, ví dụ như Nakros, như Murad chẳng hạn, hoặc cũng có thể quay ngược trở lại chơi xạ thủ. Nhưng quan trọng hơn, cái đội hình để mà họ triển khai nó kết hợp với Malok thì nó hiệu quả như thế nào mà thôi. Hai vị tướng đang, khi tôi nghĩ là bên phía Tamagoy họ có được hai vị tướng này, bên phía của team Thái Nguyên họ có cái phần nào đó mà bị ảnh hưởng khá lớn về mặt tâm lý rồi. Nếu như chọn cho mình là Crash, ok, ổn, ổn. Vì combo combo cũng mạnh. Xạ thủ không nên chọn tới thời điểm hiện tại ở vai trò đi rừng, vì bên phía bên kia đã lộ rồi và họ cũng không có lý do gì để chọn Lindis trước cả. Và quyết định từ bên phía của TTN là chốt hạ luôn, có nghĩa là họ sẽ chọn luôn cho mình là Chauna cùng với cả Lindis. Việc chọn Chauna thì ok, đúng. Còn chọn Lindis trước thì tôi không thích lắm, bởi vì nếu như có hở ra đi nữa thì Tamagoye cũng chẳng có dở hơi để có thể chọn vào mình con này để có hai xạ thủ đi rừng làm gì. Khá là khó hiểu đúng không, trong cái chiến thuật ban pick của bên phía TTN thì họ cũng đang không quá là rõ ràng. Và trong khi đó, khi họ lấy được hai con bài này rồi thì hai con bài nó kết hợp với nhau nó quá là mạnh đi trong giao tranh tổng. Đó là Kress và Senel ngay lập tức được khóa vào, như kiểu là ôi vớ được rồi. Tamagoy ơi, khóa ngay lập tức, không do dự với hai vị tướng này. Nó nhắm đến một cái vấn đề, tức là đây là những cái vị tướng mà họ đã luyện tập với nhau rất nhiều. Họ chỉ cần hở ra thôi. Họ biết phép tính đầu của họ đã có Ras, có Slim, ngay lập tức họ lấy thêm cả Kress cũng như Senel nhắm vào cái món ăn mà họ đang chế biến này. Tiếp theo sẽ là The Flash. The Flash của Saru trận đấu vừa rồi bị đè khá là mờ nhạt, gọi là tương bần luôn, tương bần ở khu vực đường giữa luôn. Và kể cả trong các pha giao tranh thì anh ta cũng bị outplay khá nhiều. Có lại là Zuka, lại là Zuka nhảy vào cái bốc hơi luôn. Trận đấu này gọi là đem đầy tính chiến thuật hơn dành cho TTN. Rồi tôi sẽ hy vọng một trận đấu nó êm ả nhiều hơn dành cho bên phía TTN. Khi họ quyết định chọn thêm cho mình đó là một con bài sinh dưới nước nữa, nó là Kilgross. Kilgross sẽ có khả năng đẩy đường tốt, Kilgross sẽ có khả năng tranh chấp tốt. Nhưng Amelie, liệu đây có phải là một phép thử đến từ bên phía của Tamagoye? Đây là một phép thử bởi vì Amelie mới được xuất hiện hôm qua, trong ngày hôm qua. Đúng. Nhưng lại là bên phía của TTN. Và nó cũng giống như Zuka ban đấu vừa rồi vậy, nó cũng không thể thể hiện được quá nhiều. Nói tới tướng mới thì ngày hôm nay hòa luôn là vừa tròn 2 tuần Ibanez. Mà cái Ibanez vị tướng từ cái cây được gọi là chính thức mở khóa. Và có thể từ ngày hôm nay và ngày mai là chúng họ có thể được chọn con này. Đó. Và như vậy là cái kèo solo giữa cô gái tóc lửa Amelie, sát thủ lưu vong, sẽ đối đầu với anh chàng ướt át. Anh chàng ướt át đúng Kim không? Kilgross. Một bên là nước, một bên là lửa đi. Thì nhưng mà thực ra thì nhìn lại đội hình của team Thái Nguyên tôi thấy cũng khá là ok đi. Vì với Kress đã có rồi, thì với Chona trong đội hình thì bạn cũng giảm được cái phần khá là lớn cái độ nguy hiểm khi mà mở ra tranh tổng đến từ bên phía của Tamago AA. Đúng. Và họ có bão, có sát thương chuẩn để có thể chém vào những cái qua cái lớp giáp đến từ Kress nữa. Đúng. Thực sự thì nếu như bỏ qua hết tất cả mọi thứ và nhìn trên cái phương diện đội hình không thôi, thì tôi đang thấy một đội hình có khả năng counter tốt hơn đến từ bên phía của TTN. Và cái con bài Kilgross được lựa chọn cuối cùng đó là một cái mục đích khá rõ ràng đến từ bên phía của team Thái Nguyên. Tức là họ chỉ cần chờ, họ ép giao tranh đường rồng, chờ Senel bay đi, giao tranh đó sẽ hoàn toàn bị chấm dứt, họ lui ngược trở về với 4 thành viên. Kilgross thoải mái bật đẩy ở đường trên, rất rõ ràng thôi. Cái chiến thuật của họ đã được đặt ra ở ngay giai đoạn ban pick. Nhưng đấy là với điều kiện mà Kilgross phải xanh. Và hãy nhớ rằng là Amelie là một chất tướng solo 1-1 rất mạnh. Khi mà cái đội tại đơn đả độc cước của Amelie sẽ cho phép cộng thêm, tôi nhớ không nhầm là khoảng tầm 50% sát thương không nhỉ? Hoặc là cộng, nói chung là cộng thêm sát thương đến từ đòn đánh đơn lẻ và đánh thường và đến từ chiêu cuối nữa. Thì để solo với Amelie và dùng Kilgross thì cũng hơi khó đây. Đây là một giai đoạn đi đường khá khó với Amelie. Và các bạn hãy nhớ rằng là tham gia vào trang cao thủ liên quân, tham gia các sự kiện và có thể được nhận áo. Hiện tại thì đang có sự kiện đó là dự đoán trận tâm điểm vào cuối tuần này, đó là trận tâm điểm giữa Bóc và Team Flash. Rồi, và quay trở lại với trận đấu này, trận đấu đã chính thức được diễn ra. Hãy cùng chờ xem cái đội hình
lựa chọn nó đã có phần bài bản hơn, có phần chiến lược hơn đến từ bên phía của team Thái Nguyên, có giúp cho họ có được điểm số đầu tiên ở trong giải đấu lần này không? Gặp nhau giữa mùa trời thu Hà Nội này và đánh này và về. Ok, không có vấn đề gì cả. Gặp nhau giữa đường nhưng có vẻ như cả hai đã rút rất nhanh và không để lại hậu họa gì. Khá là tự tin đến từ bên phía của team Thái Nguyên vì họ biết cái tiềm lực của họ là như thế nào, với Chona, với Malok, với cả Lindis nữa, tốc độ di chuyển là cực kỳ cao nên họ cướp trực diện với đối phương luôn. Khiến cho tôi đang nhìn thấy Wygott, anh ta đang khá lưỡng lự trong việc tiến vào bùa xanh hay bùa đỏ của mình. Và sau một thời gian lưỡng lự đó thì anh ta bây giờ mới quay trở lại bùa đỏ, thì đối phương đã farm hơn anh ta gấp một bãi rừng rồi. TTS di chuyển hay, Akine di chuyển hay thế, đi ra đường giữa, đi chậm một tí xong rồi đá, xong rồi đi bị đánh. Thực ra bị quả đấy đi chậm xanh là do bị IG đấm. Ý tôi là đi hơi kiểu bị hớ hênh ra khu vực đường giữa xong để bị bắt phải. Đảo lướt qua một tí thì hình như team bên phía của TTS đã có một cái màn gọi là ăn rừng nhanh hơn. Đúng. Nó khiến cho lượng tiền mà TTS đang có nó nhỉnh hơn một tí xíu dành cho bên phía của Tamago AA. Do cái giai đoạn đầu mà Wygott không biết rằng mình có nên cướp hay không. Đúng. Và anh ta đứng ở cái mạn chạc sông đó, và anh ta không cướp, cũng không ăn xong nhanh con bùa đỏ, và để chậm hơn một tí. Nhưng nếu như mà để ý rộng hơn ra thì cái một tí đấy nó không có hiệu quả lắm. Nó cũng không thể nào giúp cho bên phía của TTS có thêm bất cứ một cái lợi thế gì. Nhưng thực ra thì sau cái khoảng thời gian khởi động đó, Ankinay, và đây là tình huống bắt vào thuần NT. Cái cú đấm chân không đó đã mất rồi, lao cơ khí cũng hụt. Nhưng đây là cú được băng trụ trúng tiếp, băng trụ biến đẩy lùi về. Thuần NT vẫn còn khả năng hồi phục, lách được ra khỏi cú đấm chân không đó đến từ IM, và anh ta thoát thành công cho tình huống vừa rồi. Thuần NT đã gọi là rất bình tĩnh trong pha xử lý vừa rồi. Mặc dù anh ta bị tốc biến đẩy về, nhưng anh ta lách nhẹ một cái và thoát được cái cú đấm chân không cuối cùng để không bị dính hiệu ứng chiến công đầu. Và đó là một khoảng thời gian đủ lâu khi mà cả ba thành viên bên phía Tamago AA lên khu vực đường trên. Và bên phía team Thái Nguyên có được con rồng đầu, họ cướp thêm được con bùa xanh bên phía của đối phương nữa. Ankinay có cấp độ sớm hơn. Và thuần NT tiếp tục là mục tiêu được nhắm đến từ phía của AA, và rất nhanh chóng rồi. Lần này thì anh ta, thực ra tình huống đó anh ta hoàn toàn có thể lui về được với chiêu 1 của mình. Nhưng tôi không hiểu lý do vì sao anh ta cố nán lại cho tình huống đó. Bây giờ đến, bây giờ đồng đội của anh ta mới được, đến. Được, Ankinay đang được bắn. Triumph đã có chiêu cuối rồi. Đây là chiêu cuối đến từ Senel, đắp xuống. IM đang bị tấn công. Thực ra đúng hơn, IGM đang tấn công vào người của Ankinay. Ankinay đang bị bắt bởi hai người. IM đã phải nằm xuống. Jeff thấp máu, đang bị tấn công. Quỷ kiếm quay ngược trở lại gây sát thương. Bão đang phải có quay trước ba thành viên. Lao cơ khí chính xác đến từ Wygott, tiếp tục tấn công, đó là Wygott. Và một pha quỷ kiếm gáy rất nhiều máu của Triumph. Bên kia Ankinay vẫn đang cò quay để bỏ chạy trong tình huống này. Pha giao tranh nổ ra ở hai nơi, nhưng quay ngược trở lại thì AA vẫn đang là người có lợi thế hơn. AA ít người hơn, nhưng AA là người làm tốt hơn trong pha này. Nếu như Saru phải nằm xuống thì cái thế này nó sẽ thành huề. Nhưng không sao, Saru sẽ sống. Saru sẽ có thể sống. Chắc không. Nhưng tốc biến chắc lên không. Sun vẫn còn khả năng tăng giáp đến từ chiêu 1 của anh ta. Nào. Đang cố gắng bọc lốt đằng sau đến từ Triumph. Quá căng thẳng. Quá hơi tham khi mà anh ta cố gắng làm choáng thêm thuần NT nữa. Và đó là 2-2 dành cho team Thái Nguyên cũng như là bên phía của Tamago AA. Rồi, và quay ngược trở lại thì lại là 3 điểm hạ gục huề cho cả đôi. Nhưng với cái điểm di chuyển như này thì Ankinay không còn cái thế mà tiếp tục cướp bóc rừng của bên phía Wygott nữa. Cái lượng tiền nó đến chênh lệch là do con rồng đầu tiên họ có được. Và bây giờ tiếp tục là những tình huống di chuyển đến từ cả hai. Mặc dù là huề về mạng nhưng trụ thì không huề. Tamago AA họ trụ thì không huề, trụ nó dành cho bên phía của Tamago AA. Quan trọng là lượng tiền. Những team Thái Nguyên nhờ có pha giao tranh thắng đó vừa rồi mà họ đã chênh lệch hơn đối phương gần 1.000 tiền với một pha làm tốt đến từ Dẹp. Và đây là luyện ngục, không trúng một ai, và Dẹp thấp máu có sứ mệnh cứu thế đáp xuống, có thủy thần được bật, nhưng ngay lập tức đó là vực hỗn loạn được đặt ra. Ankinay thoải mái bắn, Wygott phía bên kia cũng thoải mái bắn với hai bùa của mình. Ankinay bị dậm hụt đến từ Sun, và bây giờ thuần NT mới tới. Anh ta càn vào, mất máu quá nhanh, có khả năng hồi phục, nhưng bão vẫn có thể gây sát thương. Không ai phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Quan trọng hơn là Amelie ở đường giữa có được cái trụ đầu tiên. Đồng ý, đó là cái trụ thứ hai thì chính xác hơn dành cho bên phía của Tamago AA. Đánh nhau giao tranh, nhưng những chiêu thức đến từ bên phía của Tamago AA có rất nhiều khả năng bảo kê tốt. Nó khiến cho họ không ai phải nằm xuống trong pha vừa rồi với sứ mệnh cứu thế, với thủy thần đến từ Crest của Triumph nữa. Và hai trụ, Amelie ăn trụ cũng rất nhanh với bộ kỹ năng chiêu thức đến từ cô nàng này. Với chiêu thức thứ hai, cường hóa đòn đánh lên, sát thương là rất lớn. Và
con rồng thứ hai này dành cho bên phía của team Thái Nguyên cũng gọi là cái phần nào đó gỡ gạc lại cái khi mà họ liên tục bị mất trụ. Và thế tấn công vào cái trụ này tôi nghĩ là cũng không có nữa, vì đây là hai thành viên có thể dọn được lính. Và Ankinay cũng đồng ý và lui về được trong tình huống này. Ồ, bằng trụ không này. Sát thương đến score là rất lớn. Sát thương từ score lúc này đang là rất lớn. Và tôi đã nói cái kèo solo kill giữa Kilgrot và Emily hoàn toàn là không thể dành cho bên phía của team Thái Nguyên. Và đây là tình huống quay ngược trở lại xâm lăng rừng đến từ bên phía của AA dành cho bên phía của team Thái Nguyên. Lao cơ khí vào người của Jeff, anh ta ngay lập tức có một cái thủy triều và giải được hiệu ứng khống chế. Trong khi đó score đang bị giữ lại, có khả năng làm chậm đến từ Bão. Ngay lập tức chiêu cuối được bật ra đến từ Triumph. Nhưng Jeff anh ta cũng có sử dụng chiêu cuối hợp lý trong tình huống vừa rồi. IM đang được đấm, lao vào tấm lưng của người Jeff. Jeff thấp máu, Jeff đáp và lên một điểm số, điểm hạ gục dành cho IM. Trong khi đó luyện ngục ở phía bên kia khiến cho bên phía của AA họ cũng lấy được thêm một điểm hạ gục. Triumph là người nằm xuống, săn thấp máu, săn đang bị đánh bởi thuần NT, bay ngược qua bên đây với cái trụ thần lực của mình. Săn lui về thành công trong pha tấn công vừa rồi. Một góc bay rất xa và góc bay này cũng rất khó để có thể thực hiện, và săn đã làm tốt pha đó. White God mặc dù đã ra khỏi pha giao tranh nhưng anh ta vẫn giúp cho săn để có thể lui về. Vẫn là 1-1 dành cho team Thái Nguyên cùng với cả Tamago AA. Nhưng quan trọng hơn, cái quan trọng hơn là giao tranh xong thì lần nào bên phía của team Thái Nguyên cũng không có được một cái trụ hay là một mục tiêu lớn nào mà họ được thể hiện sau pha giao tranh cả. Tức là nó đến từ cái lúc trước giao tranh thì bên phía AA họ luôn giao tranh ở trong cái tâm thế mà lính của họ luôn cao, thì họ mới tổ chức giao tranh đối với đối phương. Cho nên đó là lý do vì sao hai pha giao tranh họ lấy được hai cái trụ và đục rất sâu vào nhà đối phương. Bây giờ đấy là trụ cái thứ ba rồi. Tamago AA 15. Nhưng team Thái Nguyên mặc dù họ thua một trụ nhưng mà có vẻ như lượng tiền họ đang làm tốt hơn rất nhiều. Họ đang làm tốt hơn rất nhiều, nghĩa là họ thua giao tranh này, họ thua trụ này, nhưng mà lượng tiền của họ vẫn đang ở một cái thế rất là bằng so với cả Tamago AA. Ít nhất là nó còn bằng. Đúng. Thì họ vẫn có cơ sở, bởi vì giao tranh tôi thấy hiện tại là họ vẫn không hề thua, ngược lại bởi vì họ có Bão. Bão chỉ cần trụ tốt, anh ta dùng những cú sát thương chuẩn của mình để đánh qua những lớp giáp bên phía đối phương, thì hoàn toàn bên phía Tamago AA cũng không có cách nào để có thể đánh được cả. Và đặc biệt là tôi đã thấy hai lần liên tiếp anh Dẹp sử dụng chiêu cuối của mình, nó outplay rất tốt cái thủy thần của Triumph. Thì đó là một cái tiền đề để cho bên phía của team Thái Nguyên có thể bật ngược lại những cái tình huống giao tranh. Và đây là con rồng thứ ba của trận đấu. AA họ không muốn bỏ qua con rồng này. AA đang muốn tập trung vào rồng để cho Amelie của Score có thể đẩy vào đây. Nhưng ai ăn được rồng cũng sẽ là người có lời. Và luyện ngục đáp vào chỉ hất tung được một mình Triumph. Triumph đã bật chiêu cuối. White God đứng bên kia thoải mái bắn vào người của Bão. Sứ mệnh cứu thế đáp xuống. White God anh ta nhảy thẳng vào trong hang rồng để tấn công. Đây có phải là một lựa chọn sai lầm hay không? Cấp cứu rất nhiều được sử dụng. Thuần NT đã bị tấn công bởi hai người. Tôi đang nhìn thấy cái trụ kia đang bị phá. Quay ngược trở lại pha giao tranh này thì bên phía AA họ chỉ mất một mình White God mà thôi. Quá lời dành cho Tamago AA. Pha giao tranh này hoàn toàn không có ý nghĩa gì dành cho bên phía Tamago AA, bởi vì mục đích chính của họ là những cái trụ. Đúng. Dù có thắng hay có thua ở pha giao tranh này, chết đi bao nhiêu người đi nữa thì họ vẫn sẽ là người có lời khi họ đẩy được một đường lính siêu cấp ở khu vực đường trên. Và hãy nhớ đó là ba người đẩy, trong khi đó bên phía đối phương chỉ có 5 người mà thôi. Nhưng vẫn chỉ là 1-1 giữa team Thái Nguyên cùng với cả Tamago AA. Thực sự là họ không có một lợi thế nào sau pha giao tranh vừa rồi. Trời, tôi không hiểu là sao Bão có thể đi được cái lối đó. Và bây giờ quay ngược trở lại, đó là một tình huống sốc sát thương rất chuẩn bài đến từ IM. Một bộ chiêu thức không hợp bất cứ một chiêu nào. Nếu như sau này có làm giải solo rat, tôi sẽ lưu tâm để gợi ý ban tổ chức mời thêm IM nữa. Cho IM mà tôi đang nghĩ solo với Polo thì có khi là Polo cũng phải dè chừng cái cặp thi đấu này. Nhưng mà lần trước là Black One giải nhất cơ mà. Black One, Polo đã thắng được Xuân Bách mà. Nhưng mà quan trọng là Black One giải nhất đúng không? Hôm vừa rồi cầm con rat này là solo thắng Black One này. Cũng tốt, nói chung là IM đang là người chơi rat rất hay. Và có vẻ như là anh ta thuần thục con bài này rất cao. Score chọn được một con bài ưng ý và anh giúp cho đội của họ có khả năng đẩy được đường lẻ. Và thuần NT thực sự không có lợi thế, bởi vì Kilgrot không phải là một chất tướng được ưa chuộng cho tới giai đoạn hiện tại nữa. Và một đường lính siêu cấp thực sự là một áp lực nặng nề rất lớn cho team Thái Nguyên. Vàng không hơn nhiều, tiền không hơn nhiều, nhưng giao tranh và để trụ thì họ làm rất tốt. Rất may mắn trong IM ở tình huống vừa rồi, anh ta cái lượng máu của IM tụt một cách khá là đáng báo động. Nhưng mà có sự bảo kê của Triumph ở đây thì anh ta vẫn ok. White God thì đang còn muốn tấn công vào Seiza, trong khi đó những người đồng đội của anh ta lại muốn giao tranh với bên phía của team Thái Nguyên. Chiêu cuối của Triumph đã được bật, score chỉ còn 1/2 cây máu. Nhưng White God phía bên kia anh ta thoải mái bắn, tấn công vào người của The Flash. Luyện ngục tốt đến từ Bão, score bị tấn công bởi Jeff. Và White God đang bị đẩy sâu ra khỏi giao tranh, có cấp cứu được sử dụng. White God vẫn đang được bắn, score quay ngược trở lại, vẫn tiếp
tục là khả năng bảo kê đến từ Dẹp dành cho những người đồng đội. Đây là cấp cứu thứ hai, một cú đấm chân không trượt nhưng đấm thăng hoa lại trúng, quay ngược trở lại đấm vào lách, tốc biến qua bên phía bên kia của hàng Seja và đã có người đầu tiên phải nằm xuống, đó là một thành viên bên phía của tạp Mago AA. Nhưng bên phía của team Thái Nguyên tôi đã thấy họ mất đến cả ba thành viên, Saru là người thứ tư. Tạp Mago AA có lời hơi rườm rà đến từ tạp Mago AA khi mà IM dùng chiêu cuối hụt, khi mà White God bắn hụt, khi mà Triumph mất chiêu cuối từ rất sớm, nhưng không sao. Quan trọng là bên phía đối phương là người sai nhiều hơn chứ không phải là họ là người thắng pha giao tranh. Ai sai nhiều hơn thì chắc chắn là người đó sẽ thua. Và rất đơn giản, một pha tranh thắng, cả bốn người nằm xuống. Thunder T thì ở một nơi xa và lại một chiến thắng rất 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 dễ dàng. Thực ra là dành cho Tamago AA. Đây là một trận đấu khá là cân đấy. Tôi nghĩ là một trận đấu này nó không dễ dàng như ván đấu đầu tiên. Nhưng chiến thuật của bên phía của Tamago AA nó vẫn được đặt cao hơn với những tình huống đẩy trụ của họ. Nhưng nếu như anh có thấy thì hoàn toàn sau các pha giao tranh thì người nắm thế chủ động vẫn sẽ là bên phía của Tamago AA. Nhưng nói chung là TTM cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể. Và đây là có lẽ là trận chiến thắng 2-0 đầu tiên. Đúng, đúng. Của Tamago AA, mặc dù nó cần đến sớm hơn nhưng có còn hơn không. Và đặc biệt là tôi đang muốn nghĩ lại những cái pha giao tranh vừa rồi của bên phía Tamago AA thì họ luôn lấy ít người hơn để tấn công với cái, tức là lấy 3 đánh 4 hoặc là lấy 4 đánh 5 cho một người còn lại luôn để cho cái lượng lính của mình cao. Nhưng trong cái tình thế mà giao tranh thiếu người như vậy thì họ vẫn luôn là người có lợi thế sau những pha giao tranh. Thì đó cũng là phải nói là cái khả năng giao tranh trong đội hình của Tamago AA. Mặc dù trước trận đấu họ không được đánh giá cao như TTN nhưng họ vẫn là người có lợi. Trước trận đấu tôi nghĩ rằng tôi đánh giá Tamago AA cao hơn TTN. Nếu như với phong độ này của TTN thì họ không cao bất cứ một so với một đội nào trong 8 đội chính thức bước vào vòng loại vòng bảng của đấu trường danh vọng cả. White God vẫn là người có KDA với con bài Slim trong trận đấu này. 4-1-4 và MVP của anh ta rất tròn trịa, 12.0. Cái pha giao tranh cuối đó thì tôi phải thấy White God anh ta phải làm rất nhiều điều. Một là vừa phải căn những cái lao cơ khí của mình trúng, nhưng luôn luôn trúng vào người của Jeff. Jeff luôn là người đưa mặt ra để đỡ lao cơ khí đó. Hai là anh ta phải giữ vị trí để không bị bắt vào đến từ các thành viên bên phía của team Thánh Nguyên. Thứ ba là anh ta luôn luôn có thể gây sát thương, mà đó là tình huống mà White God anh ta bắn mỏi tay luôn, bắn mỏi tay ở trong pha giao tranh đó. Còn thì Ankinay không có được điều như vậy. Một chiến thắng có lẽ rằng là sẽ an ủi rất nhiều dành cho Tamago AA khi trong cái giai đoạn hiện tại để mà kiếm tìm một trận thắng như vậy là không hề dễ dàng. Họ đã gặp phải những ông trùm lớn, họ cũng gặp phải những người vừa tầm, nhưng chưa có trận đấu nào mà Tamago AA cố gắng đạt được sau trận của Sài Gòn Phantom, đúng không? Đúng. MVP thuộc về cho White God như chúng ta đã thấy, và đó là một lượng tiền 6.000 tiền không hề cao. Một trận đấu đánh rất cân bằng. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì sau những pha giao tranh thì TTN không có được một lợi thế nào cả. Họ đánh rất gọi là cá nhân và nó thiếu gọi là tính đồng bộ trong cái những pha di chuyển của mình, và họ không lấy lại được những cái lợi thế nào cả. Trận đấu đầu tiên chúng ta đã có chiến thắng và đó là 2-0 dành cho bên phía của Tamago AA. Và tôi nghĩ rằng trận đấu tiếp theo đây sẽ hấp dẫn hơn. Đúng. Nó N lần so với trận đấu đầu tiên này giữa Sài Gòn Phantom cùng với cả Overclocker, khi cả hai đội đều là những đội đang muốn trụ hạng tốt. Một đội thì không muốn mất đi vị trí đẹp của mình ở ngôi vị thứ hai, còn một đội thì không muốn mất đi nằm trong top 4, đó là đến từ Sài Gòn Phantom. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ xin nghỉ ngơi sau khi trận đấu thứ hai được sẵn sàng.